Văn Sơn và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng bị chấn thương, không kịp bình phục để thi đấu. Văn Khang, Văn Trường, Vĩ Hào hay Quốc Việt, Đinh Xuân Tiến cũng là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất giúp U20 Việt Nam tạo ra bất ngờ tại giải đấu châu Lục. Trong đó, Văn chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2023, trên sân vận động Uzbekistan sẽ diễn ra trận đấu thuộc bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023. U20 Australia gặp U20 Việt Nam. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên đường link bên dưới phần mô tả video này, ngoài ra để thuận tiện cho quý độc giả. Chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận so nạn U20 Australia gặp U20 Việt Nam ngay tại kênh Thái Hải TV. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là dự đoán tỷ số thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Phân tích, nhận định, những thông tin bên lề trước trận đấu. Màn so tài giữa U20 Việt Nam gặp U20 Australia có thể cần sự tỏa sáng cá nhân để giải quyết trận đấu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có quyền kỳ vọng vào Văn Trường, Văn Khang, Đình Tiến. Nhìn từ trận đấu với Dubai FC khi thua 0-1, U20 Việt Nam cần phải cải thiện khả năng dứt điểm. Các chân sút của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần phải tỉnh táo để thành công hơn trong những cơ hội được tạo ra thay vì vội vàng để rồi bỏ lỡ đáng tiếc. U20 Việt Nam cũng chú ý đặc biệt tới những pha bóng bổng bởi đối thủ U20 Australia có thể hình lý tưởng họ hiệu quả trong những pha bóng xuống biên rồi lật vào. Rõ ràng, U20 Việt Nam cần phải chơi áp sát, hạn chế những khoảng trống cho đối phương khai thác. Bên cạnh đó, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần phát huy được những phẩm chất kỹ thuật cá nhân. Nếu chơi phòng ngự an toàn, tận dụng được khe hở phản đòn, cộng với sự lóe sáng của cá nhân, rất có thể U20 Việt Nam sẽ tìm thấy nụ cười. Thông tin lực lượng U20 Việt Nam gặp U20 Australia. 7 cầu thủ phải chia tay U20 Việt Nam gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Trương Trí Thiện, Trần Quang Vinh, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tú, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Phi Hoàng. Trong số này, trung vệ Vũ, Văn Sơn và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng bị chấn thương, không kịp bình phục để thi đấu. Văn Khang, Văn Trường, Vĩ Hào hay Quốc Việt, Đinh Xuân Tiến cũng là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất giúp U20 Việt Nam tạo ra bất ngờ tại giải đấu châu Lục. Trong đó, Văn Trường hay Văn Khang hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ tại giải đấu năm nay khi đã có những kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Gong Kiun. Kết quả bốc thăm đưa U20 Việt Nam vào bảng đấu rất mạnh gồm những nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á: Australia, Qatar và Iran. Trong đó, U20 Australia là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Đội bóng đến từ châu Đại Dương đã 7 lần dự giải U19 châu Á, từng giành vị trí Á quân, hai lần vào đến bán kết và hai lần góp mặt ở tứ kết. Từ năm 2013 đến nay, U20 Australia không có vé dự World Cup nên họ làm tất cả để đi đến trận cuối cùng. Trong danh sách 23 cầu thủ của Australia, có đến 4 cái tên đang thi đấu ở châu Âu, bao gồm tiền vệ Max Robert Denchlich one Athletic, Anh, hậu vệ Joshua Rallins Uchet Hà Lan, tiền đạo Zingri Isia GFA Đan Mạch và tiền đạo Gabriel Popovic Rus Croatia. Đáng chú ý, Joshua Rallins từng cùng U17 Australia dự vòng chung kết U17 World Cup 2019 và cùng U23 Australia dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022. Đội hình dự kiến U20 Việt Nam gặp U20 Australia. Phía U20 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Đức Anh, Xuân Tiến, Đức Phú, Văn Khang, Văn Trường, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Vĩ Hảo. Còn phía U20 Australia: Bardolato, Donald, Fox, Madana, Drew, Goodwin, Oliveira. Popovic, Rallins, Simon, Wossekai. TIN tiếp theo, huấn luyện viên Úc bất ngờ mong phải gặp khó khăn trước U20 Việt Nam, huấn luyện viên Trevor Morgan mong sẽ có một trận đấu căng thẳng với U20 Việt Nam để kiểm tra năng lực của các cầu thủ. U20 Việt Nam sẽ khởi đầu vòng chung kết U20 châu Á 2023 bằng trận ra quân ở bảng B gặp đối thủ U20 Úc đây là đội bóng được đánh giá cao hơn đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đôi chút và chính thuyền trưởng của U20 Úc là huấn luyện viên Trevor Morgan cũng có những phát biểu cực kỳ tự tin ở buổi họp báo trước trận. Mục tiêu của chúng tôi trong mọi trận đấu là phải giành được chiến thắng. Tất cả những cầu thủ của U20 Úc đến đây đều hy vọng có thể vào chơi ở trận chung kết ngày 18 tháng 3. Việc khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng sẽ cực kỳ quan trọng nhưng U20 Úc muốn chơi một trận thực sự ra trò. Chúng tôi sẽ đá trận gia quân với một đội chỉ xếp nhì bảng ở giai đoạn vòng loại và phải rất khó khăn với có thể tiến vào vòng chung kết. Đó là tình hình của một tháng trước và tôi mong họ đã thay đổi và phát huy được những điểm mạnh của mình. Sẽ rất thú vị nếu U20 Việt Nam chơi bóng theo cách của mình và gây ra được nhiều khó khăn ở trận đấu tới. U20 Úc cũng sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình ở trận đấu này. U20 Úc đã đến Uzbekistan để tham dự giải vào tuần trước và chúng tôi đã có một khóa huấn luyện rất tốt ở Tetskent toàn đội đang mong chờ quãng thời gian làm quen với sân thi đấu và cực kỳ háo hức trước khi bước vào trận mở màn có ý nghĩa quan trọng vào ngay mai với U20 Việt Nam. Huấn luyện viên Trevor Morgan cũng cho biết U20 Úc đã hoàn toàn thích nghi được với điều kiện thời tiết tại Uzbekistan. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết U20 Việt Nam gặp một vài khó khăn do nhiệt độ ở khu vực Fergana khá lạnh, chỉ tầm 5 độ C trong khi Việt Nam đang có thời tiết nóng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết hiện tại toàn bộ cầu thủ U20 Việt Nam đều khỏe mạnh. Trong danh sách chuẩn bị 23 cầu thủ chính thức của U20 Úc, có 4 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Matt Đèn Anh, Gabriel Popovic Croatia, Joshua Valins Hà Lan và Jing Riisi Đan Mạch. Tuy nhiên cùng từ năm 2013 tới giờ, Úc chưa thể tham dự vòng chung kết U20 World Cup. Tin tiếp theo, vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam đã định hình. Sau 4 trận giao hữu của trong và ngoài nước, Đội tuyển U20 Việt Nam đã sử dụng hai chiến thuật khác nhau là 4-1-4-1 và 3-4-3. Cho đến thời điểm hiện tại đã xác định được bộ khung đội hình chính của U20 Việt Nam cho giải đấu tại Uzbekistan đầu tháng 3 tới. Cụ thể, khi còn ở Việt Nam, đấu tập cùng PVF Công an nhân dân và Hòa Bình FC, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho đội tuyển U20 Việt Nam chơi với sơ đồ 4-1-4-1 và mang đến hai kết quả hòa lần lượt là 0-0 cùng 3-3 trước những đối thủ hạng nhất này sang Saudi Ả Rập và UAE tập huấn và thi đấu giao hữu, nhất là khi đã có sự bổ sung 5 cầu thủ cuối cùng từ các câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. B. Bình Dương và SHB Đà Nẵng, U20 Việt Nam theo quan sát đã chuyển sang chơi với đội hình 3-4-3 với những nhân sự tất nhiên đã có thay đổi. Kết quả đội tuyển U20 Việt Nam gây tiếng vang khi đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-1 rồi thua đội hạng hai bóng đá UAE. Dubai City FC với tỷ số 0-1 trong một thế trận lấn lướt và nhận bàn thua duy nhất sau một quả đá penalty của đối phương. Tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, đội tuyển U20 Việt Nam cùng bảng B với các đội U20 Iran, Úc và Qatar. Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Úc vào ngày 1 tháng 3, Qatar ngày 4-3 và Iran ngày 7 tháng 3. Sau buổi tập sáng 25 tháng 2, Ban huấn luyện U20 Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng chung kết U20 châu Á. 7 cầu thủ phải chia tay U20 Việt Nam gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Trương Trí Thiện, Trần Quang Vinh, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tú, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Phi Hoàng. Trong số này, trung vệ Vũ Văn Sơn và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng bị chấn thương, không kịp bình phục để thi đấu. 7 cầu thủ chia tay U20 Việt Nam đã lên đường về nước vào dạng sáng 26 tháng 2. So với thời điểm đội được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đinh Thế Nam dự giải U19 Đông Nam Á 2022 và vòng loại 20 châu Á 2023, U20 Việt Nam thời điểm hiện tại với huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã thay đổi nhiều mặt. Đội không chỉ đóng khung với sơ đồ quen thuộc 4-1-4-1 và luân chuyển giữa sơ đồ này với 3-4-3, tùy từng đối thủ mà mục tiêu chiến thuật. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng muốn các cầu thủ U20 Việt Nam mạnh dạn chơi tấn công hơn, sẵn sàng áp đặt về thế trận và với những cầu thủ ít nhiều có kinh nghiệm thi đấu tại V-League là trụ cột thì đội tuyển U20 Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều đó. Ở vị trí thủ môn Nguyễn Quang Trường PVF Công an Nhân dân được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng hơn Cao Văn Bình Sông Lam Nghệ An trong sơ đồ ba trung vệ của U20 Việt Nam. Những cầu thủ có ưu thế về chiều cao và khả năng bóng bổng là Mạnh Hưng Việt Theo, Đức Anh Câu lạc bộ Hà Nội, Nguyên Hoàng Sông Lam Nghệ An bước đầu đang được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của U20 Việt Nam rất có thể sẽ là Văn Trường Câu lạc bộ Hà Nội, Đức Phú PVF Công an Nhân dân trong khi hai tiền vệ cánh là Khuất Văn Khang Việt Theo cùng Hồ Văn Cường Sông Lam Nghệ An. Trên hàng tiền đạo, Bùi Vĩ Hào B, Bình Dương, Nguyễn Quốc Việt Hoàng Anh Gia Lai và vua phá lưới giải hạng nhất Nguyễn Thanh Nhàn PVF Công an Nhân dân nhiều cơ hội đá chính. Ngoài việc tìm chủ nhân mới cho chiếc cúp, vòng chung kết U20 châu Á 2023 là cơ hội để các đội giành vé để tranh tài ở U20 World Cup 2023 tại Indonesia được tổ chức trong năm nay. Trình độ các đối thủ của U20 Việt Nam ở giải lần này được đánh giá cao. Qatar đầu tư rất mạnh, sau vai chủ nhà World Cup 2022 với sự quan tâm rất lớn đến công tác đào tạo trẻ trong những năm qua. Những chuyển động ấy cho thấy Qatar hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm và là ứng cử viên cho chức vô địch. Australia hay Iran đều là những nền bóng đá phát triển hàng đầu của châu Á. Đội tuyển của hai quốc gia này thường xuyên góp mặt ở World Cup trong thời gian qua nên ít nhiều cho thấy nền tảng chuyên môn của các cầu thủ trẻ của họ. Nói cách khác, cả ba đối thủ đều ở thế cửa trên so với U20 Việt Nam. Đánh giá qua đối thủ để thấy biết mình biết ta để có cái nhìn thực tế hơn về năng lực chuyên môn của U20 Việt Nam. Tất nhiên, thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn không vì đối thủ mạnh hơn mà có tư tưởng chấp nhận số phận cửa dưới. Bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ và U20 Việt Nam đến với vòng chung kết U20 châu Á 2023 không nằm ngoài mục tiêu sẽ gây bất ngờ lớn. U23 Việt Nam từng vượt qua các đối thủ sừng sỏ để vào chung kết vòng chung kết U23 châu Á 2018 là hình ảnh và động lực để U20 Việt Nam tự tin xung trận. Tin tiếp theo, U20 Việt Nam báo tin không thể vui hơn cho người hâm mộ, sẵn sàng tạo địa chấn trước đội hàng đầu châu Á. U20 Việt Nam đã sẵn sàng để bước vào cuộc đọ sức đầu tiên ở vòng chung kết U20 châu Á với tinh thần, tâm lý và chuyên môn cao nhất. Trong buổi tập trong vòng một tiếng đồng hồ diễn ra vào chiều 28 tháng 2, U20 Việt Nam đã làm quen sân thi đấu chính thức Isti Quilon ở Fegana, nơi sẽ diễn ra các trận đấu tại bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023. U20 Việt Nam sẽ thi đấu trận gia quân gặp U20 Australia vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 3 tức là khoảng 17 giờ giờ Việt Nam. Theo quy định, các đội bóng phải có mặt tại sân trước giờ thi đấu 90 phút. Để giúp cho các cầu thủ thích nghi với giờ giấc di chuyển ra sân cũng như giờ thi đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định buổi tập làm quen sân Isti Quilon bắt đầu từ lúc 13 giờ 30 phút chiều 28 tháng 2 theo giờ địa phương. Ban tổ chức cho phép mỗi đội bóng tập làm quen trong vòng một tiếng đồng hồ. Theo cảm nhận trực quan, Sân Istiquilon có khán đài được trang hoàng khá đẹp, mắt xanh cỏ mướt mà mới nhìn vào ngỡ như là sân cỏ nhân tạo. Cỏ mịn, mặt sân phẳng trông rất đẹp. Theo đánh giá của huấn luyện viên thủ môn Trần Đức Cường mặt sân hơi cứng nhưng đảm bảo tốt cho việc thi đấu. Nói một cách khác, U20 Việt Nam có cơ hội để triển khai lối chơi kỹ thuật của mình khi thi đấu trên sân Istiquilon mà không quá lo lắng sẽ bị ảnh hưởng do mặt sân. Trong buổi tập kéo dài gần một tiếng đồng hồ này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã yêu cầu các học trò thực hiện lại các bài tấn công theo sơ đồ chiến thuật được sử dụng cho cuộc đối đầu với U20 Australia. Thuyền trưởng của U20 Việt Nam không chỉ chú trọng đến việc tấn công mà còn giả soát lại hệ thống phòng ngự bằng những chỉnh sửa từ nhắc nhở bên ngoài đường biên. Cuối buổi tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hài lòng về màn thể hiện trong buổi tập ngắn cuối cùng của U20 Việt Nam. Thuyền trưởng của U20 Việt Nam không chỉ thể hiện sự bằng lòng về chuyên môn mà còn cả thái độ và tinh thần tập luyện của các học trò. Đó là lý do giúp cho buổi tập cuối cùng của U20 Việt Nam diễn ra trong tâm thế tinh thần thoải mái, đầy áp tiếng cười và niềm vui. Không khí của toàn đội càng phấn khởi hơn khi tất cả các thành viên đều khỏe mạnh. Không một cầu thủ nào bị chấn thương và sẵn sàng để bước vào cuộc đọ sức đầu tiên với U20 Australia với tinh thần, tâm lý và chuyên môn cao nhất. Tin tiếp theo, AFC dự đoán cầu thủ U20 Việt Nam chắc chắn tỏa sáng ở giải châu Á. Tiền vệ Đinh Xuân Tiến được nhắc đến trong danh sách những cầu thủ đáng xem tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Đinh Xuân Tiến là cầu thủ đáng xem nhất của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á 2022 theo nhận định trong một bài viết trên trang chủ AFC. Đinh Xuân Tiến sẽ là một trong những cầu thủ tài năng của Việt Nam chắc chắn tỏa sáng tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan. Tiền vệ này đang chơi cho Sông Lam Nghệ An tại V League. Anh đã ghi 3 bàn tại vòng loại U20 châu Á Uzbekistan 2023, trong đó có cú đúc vào lưới U20 Hồng Kông, trang chủ AFC viết. Tại U20 Việt Nam, Đinh Xuân Tiến được coi là nhân tố khó thay thế. Cầu thủ này thậm chí không có ngày nào tập luyện với đội tại Hà Nội do bận tập trung cho v nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn quyết định điền tên Xuân Tiến vào danh sách thi đấu. Đinh Xuân Tiến là sản phẩm nổi bật của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Ở tuổi 18, anh được huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng triệu tập lên đội Một Sông Lam Nghệ An để thi đấu ở V-League 2021. Tuy nhiên, giải đấu bị hủy giữa chừng vì Covid-19 nên Xuân Tiến phải chờ đến mùa giải tiếp theo mới được ra mắt giải đấu hạng cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Xuân Tiến sau đó được huấn luyện viên Đinh Thế Nam triệu tập lên U22 Việt Nam thi đấu tại giải vô địch U22 Đông Nam Á. Trong chiến thắng 7-0 trước Singapore, Xuân Tiến ghi một bàn thắng đẹp mắt, khởi đầu cho hành trình như mở của U22 Việt Nam để lên ngôi vô địch. Tại vòng loại U20 châu Á, cầu thủ xứ Nghệ cũng ghi dấu ấn với 3 pha lập công sau 3 lượt trận, đáng nhớ phải kể đến pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 cho U20 Việt Nam trước Indonesia. Anh trở thành cái tên chơi ấn tượng nhất của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2023. Ở mùa giải 2022, Xuân Tiến được vào sân 16 trận, thi đấu 1063 phút. Dù chưa ghi được bàn thắng nhưng những gì anh thể hiện vẫn rất đáng ghi nhận. Điểm mạnh của Xuân Tiến là tốc độ, sự bền bỉ, xử lý bóng dứt khoát và chính xác. Bên cạnh những Văn Khang, Văn Trường và Vĩ Hào, Xuân Tiến sẽ là cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn trên hàng công của U20 Việt Nam. Tin tiếp theo, U20 Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ trước Australia ở giải U20 châu Á. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển U20 Việt Nam vừa tham dự cuộc họp báo trước các trận đấu ở bảng B của vòng chung kết U20 châu Á 2023. Ngày 1 tháng 3, Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có trận gia quân trước U20 Australia ở bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023 diễn ra tại Uzbekistan. Trưa ngày 28 tháng 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và huấn luyện viên các đội ở bảng B gồm Việt Nam, Australia, Qatar và Iran đã tham dự cuộc họp báo trước thềm những trận đấu ở vòng bảng. Mở đầu cuộc họp báo, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dành sự tôn trọng với các đối thủ cùng bảng và khẳng định toàn đội U20 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận gia quân gặp Australia với 100% lực lượng. Chúng tôi có 3 tuần chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023. Hiện tại, các cầu thủ tốt nhất đã tập trung cùng U20 Việt Nam. Chúng tôi đã hoàn thành đợt chuẩn bị với hai trận giao hữu với Ả Rập Xê Út và Dubai City FC. Ở Việt Nam đang nóng nhưng qua đây thời tiết lạnh. Khí hậu Fergana Uzbekistan thích hợp với các trận đấu. Thời lạnh nhưng không khí trong lành và dễ chịu. Tình hình sức khỏe hiện tại đã phần nào cho thấy điều đó. Đội không có ai bị chấn thương. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu gặp U20 Australia với 100% lực lượng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho hay. Nói thêm về đối thủ đầu tiên của U20 Việt Nam, nhà cầm quân từng đưa U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 nói rằng, trong quá trình làm việc, tôi từng làm việc với U17, U19 và theo dõi U23 Australia. Chúng tôi tôn trọng U20 Australia. Họ có những điểm mạnh và điểm yếu. Tôi hết sức tôn trọng U20 Australia. Trong khi huấn luyện viên Trevor Morgan của U20 Australia không hề giấu tham vọng giành vé tham dự U20 World Cup 2023 tổ chức ở Indonesia và vào chơi trận chung kết của giải U20 châu Á 2023. Huấn luyện viên trưởng của U20 Australia bày tỏ, "Chúng tôi đã đến Uzbekistan vào tuần trước và đã có khoảng thời gian tập huấn khá bổ ích ở Tashkent. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu sắp tới. Tôi nghĩ cầu thủ trẻ nào cũng mơ ước được chơi bóng ở cấp độ cao nhất." Tôi tin các cầu thủ trẻ của tôi sẽ có cơ hội chơi trận chung kết vào ngày 18 tháng 3 tới. Đội bóng nào dự giải cũng muốn góp mặt ở trận chung kết và chúng tôi không phải ngoại lệ. Nói về cuộc đối đầu với U20 Việt Nam, huấn luyện viên Trevor Morgan cảnh báo các học trò không được chủ quan trước đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ngày mai, chúng tôi đối đầu với một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Trận đấu này không hề dễ dàng. Tôi tin đội U20 Việt Nam có nhiều thế mạnh. Họ có phong cách chơi riêng. Chúng tôi phải vô hiệu hóa lối chơi của họ để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết U20 châu Á 2023 này, huấn luyện viên trưởng của U20 Australia nói thêm. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Australia trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào 17 giờ theo giờ Việt Nam trên sân vận động Istiquilon, thành phố Fergana, Uzbekistan. U20 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ. Xin kết thúc phần tin tại đây. Hãy nhấn nút đăng ký để nhận những video mới nhất của chúng tôi, nhấn like để ủng hộ tác giả và phát triển kênh. Chúng tôi vô cùng biết ơn việc làm đó của các bạn. Các bạn có nhu cầu mua các bộ hát livestream, loa kéo di động, micro karaoke uy tín nhất thì liên hệ với Thái Hải TV qua số điện thoại 0939 732 349 hoặc 0912 781 067 nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2023, trên sân vận động Uzbekistan sẽ diễn ra trận đấu thuộc bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Australia gặp U20 Việt Nam. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên đường link bên dưới phần mô tả video này. Ngoài ra để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận so nạn U20 Australia gặp U20 Việt Nam ngay tại kênh Thái Hải TV. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là dự đoán tỷ số, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu, phân tích, nhận định. Những thông tin bên lề trước trận đấu màn so tài giữa U20 Việt Nam gặp U20 Australia có thể cần sự tỏa sáng cá nhân để giải quyết trận đấu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có quyền kỳ vọng vào Văn Trường, Văn Khang, Đình Tiến. Nhìn từ trận đấu với Dubai FC khi thua 0-1, U20 Việt Nam cần phải cải thiện khả năng dứt điểm các chân sút của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần phải tỉnh táo để thành công hơn trong những cơ hội được tạo ra thay vì vội vàng để rồi bỏ lỡ đáng tiếc. 20 Việt Nam cũng chú ý đặc biệt tới những pha bóng bổng bởi đối thủ U20 Australia có thể hình lý tưởng. Họ hiệu quả trong những pha bóng xuống biên rồi lật vào. Rõ ràng, U20 Việt Nam cần phải chơi áp sát, hạn chế những khoảng trống cho đối phương khai thác. Bên cạnh đó, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần phát huy được những phẩm chất kỹ thuật cá nhân. Nếu chơi phòng ngự an toàn, tận dụng được khe hở phản đòn, cộng với sự lóe sáng của cá nhân, rất có thể U20 Việt Nam sẽ tìm thấy nụ cười. Thông tin lực lượng U20 Việt Nam gặp U20 Australia. 7 cầu thủ phải chia tay U20 Việt Nam gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Trương Trí Thiện, Trần Quang Vinh, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tú, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Phi Hoàng. Trong số này, Trung vệ Vũ, Văn Sơn và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng bị chấn thương, không kịp bình phục để thi đấu. Văn Khang, Văn Trường, Vĩ Hào hay Quốc Việt. Đinh Xuân Tiến cũng là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất giúp U20 Việt Nam tạo ra bất ngờ tại giải đấu châu Lục. Trong đó, Văn Trường hay Văn Khang hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ tại giải đấu năm nay khi đã có những kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Gong Kyun. Kết quả bốc thăm đưa U20 Việt Nam vào bảng đấu rất mạnh gồm những nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á, Australia, Qatar và Iran. Trong đó, U20 Australia là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Đội bóng đến từ châu Đại Dương đã 7 lần dự giải U19 châu Á, từng giành vị trí Á quân, 2 lần vào đến bán kết và 2 lần góp mặt ở tứ kết. Từ năm 2013 đến nay, U20 Australia không có vé dự World Cup nên họ làm tất cả để đi đến trận cuối cùng. Trong danh sách 23 cầu thủ của Australia, có đến 4 cái tên đang thi đấu ở châu Âu, bao gồm tiền vệ Matt Robert Dench, League One Charlton Athletic, Anh, hậu vệ Joshua Utrecht Hà Lan, tiền đạo AGF Ahus Đan Mạch và tiền đạo Gabriel Popovic, Rus Croatia. Đáng chú ý, Joshua Rallins từng cùng U17 Australia dự vòng chung kết U17 World Cup 2019 và cùng U23 Australia dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đội hình dự kiến U20 Việt Nam gặp U20 Australia, phía U20 Việt Nam, Văn Bình, Nguyễn Hoàng, Mạnh Hưng, Đức Anh, Xuân Tiến, Đức Phú, Văn Khang, Văn Trường, Thanh Nhàn quốc Việt, Vĩ Hào, còn phía U-20 Australia, Badolato, Donald, Fox, Madana, Drew, Goodwin, Oliveira, Popovic, Rallins, Simon, Worsetsky. TIN tiếp theo, huấn luyện viên Úc bất ngờ mong phải gặp khó khăn trước U-20 Việt Nam. Huấn luyện viên Trevor Morgan mong sẽ có một trận đấu căng thẳng với U-20 Việt Nam để kiểm tra năng lực của các cầu thủ. U20 Việt Nam sẽ khởi đầu vòng chung kết U20 châu Á 2023 bằng trận gia quân ở bảng B gặp đối thủ U20 Úc. Đây là đội bóng được đánh giá cao hơn đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đôi chút và chính thuyền trưởng của U20 Úc là huấn luyện viên Trevor Morgan cũng có những phát biểu cực kỳ tự tin ở buổi họp báo trước trận. Mục tiêu của chúng tôi trong mọi trận đấu là phải giành được chiến thắng. Tất cả những cầu thủ của U20 Úc đến đây đều hy vọng có thể vào chơi ở trận chung kết ngày 18 tháng 3. Việc khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng sẽ cực kỳ quan trọng nhưng U20 Úc muốn chơi một trận thực sự ra trò. Chúng tôi sẽ đá trận ra quân với một đội chỉ xếp nhì bảng ở giai đoạn vòng loại và phải rất khó khăn với có thể tiến vào vòng chung kết. Đó là tình hình của một tháng trước và tôi mong họ đã thay đổi và phát huy được những điểm mạnh của mình. Sẽ rất thú vị nếu U20 Việt Nam chơi bóng theo cách của mình và gây ra được nhiều khó khăn ở trận đấu tới. U20 Úc cũng sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình ở trận đấu này. U20 Úc đã đến Uzbekistan để tham dự giải vào tuần trước và chúng tôi đã có một khóa huấn luyện rất tốt ở Tashkent. Toàn đội đang mong chờ quãng thời gian làm quen với sân thi đấu và cực kỳ háo hức trước khi bước vào trận mở màn có ý nghĩa quan trọng vào ngày mai với U20 Việt Nam. Huấn luyện viên Trevor Morgan cũng cho biết U20 Úc đã hoàn toàn thích nghi được với điều kiện thời tiết tại Uzbekistan. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết U20 Việt Nam gặp một vài khó khăn do nhiệt độ ở khu vực Fergana khá lạnh chỉ tầm 5 độ C trong khi Việt Nam đang có thời tiết nóng. Tuy nhiên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết hiện tại toàn bộ cầu thủ U20 Việt Nam đều khỏe mạnh. Trong danh sách chuẩn bị 23 cầu thủ chính thức của U20 Úc, có 4 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Matt Dent, Anh, Gabriel Popovic, Croatia, Joshua Rallins, Hà Lan và Zing Riisi, Đan Mạch. Tuy nhiên cùng từ năm 2013 tới giờ, Úc chưa thể tham dự vòng chung kết U20 World Cup. Tin tiếp theo vòng chung kết U-20 châu Á 2023, U-20 Việt Nam đã định hình. Sau 4 trận giao hữu của trong và ngoài nước, đội tuyển U-20 Việt Nam đã sử dụng hai chiến thuật khác nhau là 4-1-4-1 và 3-4-3. Cho đến thời điểm hiện tại đã xác định được bộ khung đội hình chính của U-20 Việt Nam cho giải đấu tại Uzbekistan đầu tháng 3 tới. Cụ thể, khi còn ở Việt Nam, đấu tập cùng PVF Công an Nhân dân và Hòa bình FC, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho đội tuyển U20 Việt Nam chơi với sơ đồ 4-1-4-1 và mang đến hai kết quả hòa lần lượt là 0-0 cùng 3-3 trước những đối thủ hạng nhất này. Sang Saudi đi Ả Rập và UAE tập huấn và thi đấu giao hữu, nhất là khi đã có sự bổ sung 5 cầu thủ cuối cùng từ các câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, B Bình Dương và SHB Đà Nẵng. U20 Việt Nam theo quan sát đã chuyển sang chơi với đội hình 3-4-3 với những nhân sự tất nhiên đã có thay đổi. Kết quả đội tuyển U20 Việt Nam gây tiếng vang khi đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-1 rồi thua đội hạng hai bóng đá UAE, Dubai City FC với tỷ số 0-1 trong một thế trận lấn lướt, lướt và nhận bàn thua duy nhất sau một quả đá penalty của đối phương. Tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, đội tuyển U20 Việt Nam cùng bảng B với các đội U20 Iran, Úc và Qatar. Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Úc vào ngày 1 tháng 3, Qatar ngày 4-3 và Iran ngày 7 tháng 3. Sau buổi tập sáng 25 tháng 2, Ban huấn luyện U20 Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng chung kết U20 châu Á. 7 cầu thủ phải chia tay U20 Việt Nam gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Trương Trí Thiện, Trần Quang Vinh, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tú, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Phi Hoàng. Trong số này, trung vệ Vũ Văn Sơn và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng bị chấn thương, không kịp bình phục để thi đấu. 7 cầu thủ chia tay U20 Việt Nam đã lên đường về nước vào dạng sáng 26 tháng 2. So với thời điểm đội được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đinh Thế Nam dự giải U19 Đông Nam Á 2022 và vòng loại 20 châu Á 2023, U20 Việt Nam thời điểm hiện tại với huấn luyện viên Trưởng Hoàng Anh Tuấn đã thay đổi nhiều mặt. Đội không chỉ đóng khung với sơ đồ quen thuộc 4141 và luân chuyển giữa sơ đồ này với 343 tùy từng đối thủ mà mục tiêu chiến thuật. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng muốn các cầu thủ U20 Việt Nam mạnh dạn chơi tấn công hơn sẵn sàng áp đặt về thế trận và với những cầu thủ ít nhiều có kinh nghiệm thi đấu tại V-League là trụ cột thì đội tuyển U20 Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều đó. Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Quang Trường, PVF Công an Nhân dân, được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng hơn Cao Văn Bình, Sông Lam Nghệ An. Trong sơ đồ ba trung vệ của U20 Việt Nam, những cầu thủ có ưu thế về chiều cao và khả năng bóng bổng là Mạnh Hưng, Việt Theo, Đức Anh, Câu lạc bộ Hà Nội, Nguyên Hoàng, Sông Lam Nghệ An bước đầu đang được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của U20 Việt Nam rất có thể sẽ là Văn Trường, Câu lạc bộ Hà Nội, Đức Phú, PVF Công an Nhân dân, trong khi hai tiền vệ cánh là Khuất Văn Khang, Việt Theo, Cung Hồ Văn Cường, Sông Lam Nghệ An, trên hàng tiền đạo, Bùi Vĩ Hảo, B, Bình Dương, Nguyễn Quốc Việt, Hoàng Anh Gia Lai và vua phá lưới giải hạng nhất Nguyễn Thanh Nhàn, PVF Công an Nhân dân, nhiều cơ hội đá chính. Ngoài việc tìm chủ nhân mới cho chức cấp, Vòng chung kết U20 châu Á 2023 là cơ hội để các đội giành vé để tranh tài ở U20 World Cup 2023 tại Indonesia được tổ chức trong năm nay. Trình độ các đối thủ của U20 Việt Nam ở giải lần này được đánh giá cao. Qatar đầu tư rất mạnh, sau vai chủ nhà World Cup 2022 với sự quan tâm rất lớn đến công tác đào tạo trẻ trong những năm qua. Những chuyển động ấy cho thấy Qatar hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm và là ứng cử viên cho chức vô địch. Australia hay Iran đều là những nền bóng đá phát triển hàng đầu của châu Á. Đội tuyển của hai quốc gia này thường xuyên góp mặt ở World Cup trong thời gian qua nên ít nhiều cho thấy nền tảng chuyên môn của các cầu thủ trẻ của họ. Nói cách khác, cả ba đối thủ đều ở thế cửa trên so với U20 Việt Nam, đánh giá qua đối thủ để thấy biết mình biết ta để có cái nhìn thực tế hơn về năng lực chuyên môn của U20 Việt Nam. Tất nhiên, thầy cho ông Hoàng Anh Tuấn không vì đối thủ mạnh hơn mà có tư tưởng chấp nhận số phận cửa dưới. Bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ và U20 Việt Nam đến với vòng chung kết U20 châu Á 2023 không nằm ngoài mục tiêu sẽ gây bất ngờ lớn. U23 Việt Nam từng vượt qua các đối thủ sừng sỏ để vào chung kết vòng chung kết U23 châu Á 2018 là hình ảnh và động lực để U20 Việt Nam tự tin xung trận. Tin tiếp theo, U20 Việt Nam báo tin không thể vui hơn cho người hâm mộ, sẵn sàng tạo địa chấn trước đội hàng đầu châu Á. U20 Việt Nam đã sẵn sàng để bước vào cuộc đọ sức đầu tiên ở vòng chung kết U20 châu Á với tinh thần tâm lý và chuyên môn cao nhất. Trong buổi tập trong vòng một tiếng đồng hồ diễn ra vào chiều 28 tháng 2, U20 Việt Nam đã làm quen sân thi đấu chính thức Istiquilon ở Fegana, nơi sẽ diễn ra các trận đấu tại bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023. U20 Việt Nam sẽ thi đấu trận gia quân gặp U20 Australia vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 3 tức là khoảng 17 giờ giờ Việt Nam. Theo quy định, các đội bóng phải có mặt tại sân trước giờ thi đấu 90 phút để giúp cho các cầu thủ thích nghi với giờ giấc di chuyển ra sân cũng như giờ thi đấu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định buổi tập làm quen sân Isti Quy Lôn bắt đầu từ lúc 13 giờ 30 phút chiều 28 tháng 2 theo giờ địa phương. Ban tổ chức cho phép mỗi đội bóng tập làm quen trong vòng một tiếng đồng hồ. Theo cảm nhận trực quan, sân Isti Quy Lôn có khán đài được trang hoàng khá đẹp, mắt xanh cỏ mướt mà mới nhìn vào ngỡ như là sân cỏ nhân tạo. Cỏ mịn, mặt sân phẳng trông rất đẹp. Theo đánh giá của huấn luyện viên thủ môn Trần Đức Cường mặt sân hơi cứng nhưng đảm bảo tốt cho việc thi đấu. Nói một cách khác, U20 Việt Nam có cơ hội để triển khai lối chơi kỹ thuật của mình khi thi đấu trên sân Isti Quilon mà không quá lo lắng sẽ bị ảnh hưởng do mặt sân. Trong buổi tập kéo dài gần một tiếng đồng hồ này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã yêu cầu các học trò thực hiện lại các bài tấn công theo sơ đồ chiến thuật được sử dụng cho cuộc đối đầu với U20 Australia thuyền trưởng của U20 Việt Nam không chỉ chú trọng đến việc tấn công mà còn giả soát lại hệ thống phòng ngự bằng những chỉnh sửa từ nhắc nhở bên ngoài đường biên. Cuối buổi tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hài lòng về màn thể hiện trong buổi tập ngắn cuối cùng của U20 Việt Nam. Thuyền trưởng của U20 Việt Nam không chỉ thể hiện sự bằng lòng về chuyên môn mà còn cả thái độ và tinh thần tập luyện của các học trò. Đó là lý do giúp cho buổi tập cuối cùng của U20 Việt Nam diễn ra trong tâm thế tinh thần thoải mái, đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Không khí của toàn đội càng phấn khởi hơn khi tất cả các thành viên đều khỏe mạnh, không một cầu thủ nào bị chấn thương và sẵn sàng để bước vào cuộc đọ sức đầu tiên với U20 Australia với tinh thần, tâm lý và chuyên môn cao nhất. Tin tiếp theo, AFC dự đoán cầu thủ U20 Việt Nam chắc chắn tỏa sáng ở giải châu Á, tiền vệ Đinh Xuân Tiến được nhắc đến trong danh sách những cầu thủ đáng xem tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Đinh Xuân Tiến là cầu thủ đáng xem nhất của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á 2022. Theo nhận định trong một bài viết trên trang chủ AFC, Đinh Xuân Tiến sẽ là một trong những cầu thủ tài năng của Việt Nam chắc chắn tỏa sáng tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan. Tiền vệ này đang chơi cho sông Lam Nghệ An tại V-League. Anh đã ghi 3 bàn tại vòng loại U20 châu Á Uzbekistan 2023, trong đó có cú đúp và lưới U20 Hồng Kông, trang chủ AFC viết. Tại U20 Việt Nam, Đinh Xuân Tiến được coi là nhân tố khó thay thế. Cầu thủ này thậm chí không có ngày nào tập luyện với đội tại Hà Nội do bận tập trung cho V-League nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn quyết định điền tên Xuân Tiến vào danh sách thi đấu. Đinh Xuân Tiến là sản phẩm nổi bật của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Ở tuổi 18, anh được huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng triệu tập lên đội một Sông Lam Nghệ An để thi đấu ở V-League 2021. Tuy nhiên, giải đấu bị hủy giữa chừng vì Covid-19 nên Xuân Tiến phải chờ đến mùa giải tiếp theo mới được ra mắt giải đấu hạng cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Xuân Tiến sau đó được huấn luyện viên Đinh Thế Nam triệu tập lên U22 Việt Nam thi đấu tại giải vô địch U22 Đông Nam Á. Trong chiến thắng 7-0 trước Singapore, Xuân Tiến ghi một bàn thắng đẹp mắt, khởi đầu cho hành trình như mở của U22 Việt Nam để lên ngôi vô địch. Tại vòng loại U20 châu Á, cầu thủ xứ Nghệ cũng ghi dấu ấn với 3 pha lập công sau 3 lượt trận, đáng nhớ phải kể đến pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 cho U20 Việt Nam trước Indonesia anh trở thành cái tên chơi ấn tượng nhất của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2023. Ở mùa giải 2022, Xuân Tiến được vào sân 16 trận, thi đấu 1063 phút. Dù chưa ghi được bàn thắng nhưng những gì anh thể hiện vẫn rất đáng ghi nhận. Điểm mạnh của Xuân Tiến là tốc độ, sự bền bỉ, xử lý bóng dứt khoát và chính xác. Bên cạnh những văn khang, văn trường và vĩ hảo. Xuân Tiến sẽ là cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn trên hàng công của U20 Việt Nam. Tin tiếp theo, U20 Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ trước Australia ở giải U20 châu Á. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển U20 Việt Nam vừa tham dự cuộc họp báo trước các trận đấu ở bảng B của vòng chung kết U20 châu Á 2023. Ngày 1 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có trận gia quân trước U20 Australia ở bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023 diễn ra tại Uzbekistan. Trưa ngày 28 tháng 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và huấn luyện viên các đội ở bảng B, gồm Việt Nam, Australia, Qatar và Iran đã tham dự cuộc họp báo trước thềm những trận đấu ở vòng bảng. Mở đầu cuộc họp báo, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dành sự tôn trọng với các đối thủ cùng bảng và khẳng định toàn đội U20 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận gia quân gặp Australia với 100% lực lượng. Chúng tôi có 3 tuần chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023. Hiện tại, các cầu thủ tốt nhất đã tập trung cùng U20 Việt Nam. Chúng tôi đã hoàn thành đợt chuẩn bị với hai trận giao hữu với Ả Rập Xê Út và Dubai City FC. Ở Việt Nam đang nóng nhưng qua đây thời tiết lạnh. Khí hậu Fergana, Uzbekistan thích hợp với các trận đấu, thời lạnh nhưng không khí trong lành và dễ chịu. Tình hình sức khỏe hiện tại đã phần nào cho thấy điều đó. Đội không có ai bị chấn thương. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu gặp U20 Australia với 100% lực lượng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho hay, nói thêm về đối thủ đầu tiên của U20 Việt Nam, nhà cầm quân từng đưa U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 nói rằng, trong quá trình làm việc Tôi từng làm việc với U17, U19 và theo dõi U23 Australia. Chúng tôi tôn trọng U20 Australia. Họ có những điểm mạnh và điểm yếu. Tôi hết sức tôn trọng U20 Australia. Trong khi huấn luyện viên Trevor Morgan của U20 Australia không hề giấu tham vọng giành vé tham dự U20 World Cup 2023 tổ chức ở Indonesia và vào chơi trận chung kết của giải U20 châu Á 2023. Huấn luyện viên trưởng của U20 Australia bày tỏ, Chúng tôi đã đến Uzbekistan vào tuần trước và đã có khoảng thời gian tập huấn khá bổ ích ở Tashkent. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu sắp tới. Tôi nghĩ cầu thủ trẻ nào cũng mơ ước được chơi bóng ở cấp độ cao nhất. Tôi tin các cầu thủ trẻ của tôi sẽ có cơ hội chơi trận chung kết vào ngày 18 tháng 3 tới. Đội bóng nào dự giải cũng muốn góp mặt ở trận chung kết và chúng tôi không phải ngoại lệ. Nói về cuộc đối đầu với U20 Việt Nam, Huấn luyện viên Trevor Morgan cảnh báo các học trò không được chủ quan trước đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ngày mai, chúng tôi đối đầu với một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Trận đấu này không hề dễ dàng. Tôi tin đội U20 Việt Nam có nhiều thế mạnh. Họ có phong cách chơi riêng. Chúng tôi phải vô hiệu hóa lối chơi của họ để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết U20 châu Á 2023 này, huấn luyện viên trưởng của U20 Australia nói thêm. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Australia trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào 17 giờ theo giờ Việt Nam trên sân vận động isti Quilon, thành phố Fergana, Uzbekistan. U20 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ. Xin kết thúc phần tin tại đây. Hãy nhấn nút đăng ký để nhận những video mới nhất của chúng tôi. Nhấn like để ủng hộ tác giả và phát triển kênh. Chúng tôi vô cùng biết ơn việc làm đó của các bạn. Các bạn có nhu cầu mua các bộ hotline stream, loa kéo di động, micro karaoke uy tín nhất thì liên hệ với Thái Hải TV qua số điện thoại 0939 732 349 hoặc 0912 781 067 nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2023 trên sân vận động Uzbekistan sẽ diễn ra trận đấu thuộc bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Australia gặp U20 Việt Nam. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên đường link bên dưới phần mô tả video này. Ngoài ra để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận so nạn U20 Australia gặp U20 Việt Nam ngay tại kênh Thái Hải TV. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là dự đoán tỷ số thông tin lực lượng. Đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu, phân tích, nhận định, những thông tin bên lề trước trận đấu, màn so tài giữa U20 Việt Nam gặp U20 Australia có thể cần sự tỏa sáng cá nhân để giải quyết trận đấu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có quyền kỳ vọng vào Văn Trường, Văn Khang, Đình Tiến. Nhìn từ trận đấu với Dubai FC khi thua 0-1, U20 Việt Nam cần phải cải thiện khả năng dứt điểm các chân sút của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần phải tỉnh táo để thành công hơn trong những cơ hội được tạo ra thay vì vội vàng để rồi bỏ lỡ đáng tiếc. 20 Việt Nam cũng chú ý đặc biệt tới những pha bóng bổng bởi đối thủ U20 Australia có thể hình lý tưởng, họ hiệu quả trong những pha bóng xuống biên rồi lật vào. Rõ ràng, U20 Việt Nam cần phải chơi áp sát, hạn chế những khoảng trống cho đối phương khai thác. Bên cạnh đó, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần phát huy được những phẩm chất kỹ thuật cá nhân. Nếu chơi phòng ngự an toàn, tận dụng được khe hở phản đòn, cộng với sự lóe sáng của cá nhân, rất có thể U20 Việt Nam sẽ tìm thấy nụ cười. Thông tin lực lượng U20 Việt Nam gặp U20 Australia. Bảy cầu thủ phải chia tay U20 Việt Nam gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Trương Trí Thiện, Trần Quang Vinh, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tú, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Phi Hoàng. Trong số này, trung vệ Vũ Văn Sơn và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng bị chấn thương, không kịp bình phục để thi đấu. Văn Khang, Văn Trường, Vĩ Hào hay Quốc Việt. Đinh Xuân Tiến cũng là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất giúp U20 Việt Nam tạo ra bất ngờ tại giải đấu châu lục. Trong đó, Văn Trường hay Văn Khang hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ tại giải đấu năm nay khi đã có những kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Kiun. Kết quả bốc thăm đưa U20 Việt Nam vào bản đấu rất mạnh gồm những nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á, Australia, Qatar và Iran. Trong đó, U20 Australia là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Đội bóng đến từ châu Đại Dương đã 7 lần dự giải U19 châu Á, từng giành vị trí Á quân, hai lần vào đến bán kết và hai lần góp mặt ở tứ kết, từ năm 2013 đến nay. U20 Australia không có vé dự của cấp nên họ làm tất cả để đi đến trận cuối cùng. Trong danh sách 23 cầu thủ của Australia, có đến 4 cái tên đang thi đấu ở châu Âu, bao gồm tiền vệ Mark Robert Dench, Athletic, anh, hậu vệ Joshua Rylins, Utrecht Hà Lan, tiền đạo Jean -si, AGF Ahurst Đan Mạch và tiền đạo Gabriel Bobovic, Rusgratia. Đáng chú ý, Joshua Rylins từng cùng U17 Australia dự vòng chung kết U17 của cấp 2019 và cùng U23 Australia dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đội hình dự kiến U20 Việt Nam gặp U20 Australia, phía U20 Việt Nam, Văn Bình, Nguyên Hoàng. Mạnh Hưng, Đức Anh, Xuân Tiến, Đức Phú, Văn Khang, Văn Trường, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Vĩ Hào. Còn phía U-20 Australia, Badolato, Dono, Fox, Madana, Ru, Goodwin, Oliveira, Bobovic, Rallings, Simon, Gusevsky. TIN tiếp theo, huấn luyện viên Úc bất ngờ mong phải gặp khó khăn trước U-20 Việt Nam huấn luyện viên Trevor Morgan mong sẽ có một trận đấu căng thẳng với U20 Việt Nam để kiểm tra năng lực của các cầu thủ. U20 Việt Nam sẽ khởi đầu vòng chung kết U20 châu Á 2023 bằng trận ra quân ở bảng B gặp đối thủ U20 Úc. Đây là đội bóng được đánh giá cao hơn đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đôi chút và chính thuyền trưởng của U20 Úc là huấn luyện viên Trevor Morgan cũng có những phát biểu cực kỳ tự tin ở buổi họp báo trước trận. Mục tiêu của chúng tôi trong mọi trận đấu là phải giành được chiến thắng. Tất cả những cầu thủ của U20 Úc đến đây đều hy vọng có thể vào chơi ở trận chung kết ngày 18 tháng 3. Việc khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng sẽ cực kỳ quan trong nhưng U20 Úc muốn chơi một trận thực sự ra trò. Chúng tôi sẽ đá trận ra quân với một đội chỉ xếp dị bản ở giai đoạn vòng loại và phải rất khó khăn với có thể tiến vào vòng chung kết. Đó là tình hình của một tháng trước và tôi mong họ đã thay đổi và phát huy được những điểm mạnh của mình. Sẽ rất thú vị nếu U20 Việt Nam chơi bóng theo cách của mình và gây ra được nhiều khó khăn ở trận đấu tới. U20 Úc cũng sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình ở trận đấu này. U20 Úc đã đến Uzbekistan để tham dự giải vào tuần trước và chúng tôi đã có một hóa huấn luyện rất tốt ở Tetskent. Toàn đội đang mong chờ khoảng thời gian làm quen với sân thi đấu và cực kỳ háo hức trước khi bước vào trận mở màn có ý nghĩa quan trọng vào ngày mai với U20 Việt Nam. Huấn luyện viên Trevor Morgan cũng cho biết U20 Úc đã hoàn toàn thích nghi được với điều kiện thời tiết tại Uzbekistan. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết U20 Việt Nam gặp một vài khó khăn do nhiệt độ ở khu vực Fergana khá lạnh, chỉ tầm 5 độ C trong khi Việt Nam đang có thời tiết nóng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết hiện tại toàn bộ cầu thủ U20 Việt Nam đều khỏe mạnh. Trong danh sách chuẩn bị 23 cầu thủ chính thức của U20 Úc có bốn cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Matt Anh, Gabriel Bobovic, Rottia, Joshua Rellins, Hà Lan và Jin Riisi, Đan Mạch. Tuy nhiên, cùng từ năm 2013 tới giờ, Úc chưa thể tham dự vòng chung kết U20 World Cup. Tin tiếp theo Vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam đã định hình. Sau bốn trận giao hữu của trong và ngoài nước, đội tuyển U20 Việt Nam đã sử dụng hai chiến thuật khác nhau là 4141 và 343. Cho đến thời điểm hiện tại đã xác định được bộ khung đội hình chính của U20 Việt Nam cho giải đấu tại Uzbekistan đầu tháng 3 tới. Cụ thể, khi còn ở Việt Nam, đấu tập cùng BVF Công an Nhân dân và Hòa bình FC, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho đội tuyển U20 Việt Nam chơi với sơ đồ 4141 và mang đến hai kết quả hòa lần lượt là 0-0 cùng 3-3 trước những đối thủ hạng nhất này sang Saudi Ả Rập và UAE tập huấn và thi đấu giao hữu, nhất là khi đã có sự bổ sung 5 cầu thủ cuối cùng từ các câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. B. Bình Dương và SHB Đà Nẵng, U20 Việt Nam theo quan sát đã chuyển sang chơi với đội hình 3-4-3 với những nhân sự tất nhiên đã có thay đổi. Kết quả đội tuyển U20 Việt Nam gây tiếng vang khi đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-1 rồi thua đội hạng hai bóng đá UAE. Dubai City FC với tỷ số 0-1 trong một thế trận lấn lướt và nhận bàn thua duy nhất sau một quả đá penalty của đối phương. Tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, đội tuyển U20 Việt Nam cùng bảng B với các đội U20 Iran, Úc và Qatar. Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Úc vào ngày 1 tháng 3, Qatar ngày 43 và Iran ngày 7 tháng 3. Sau buổi tập sáng 25 tháng 2, Ban huấn luyện U20 Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng chung kết U20 châu Á. 7 cầu thủ phải chia tay U20 Việt Nam gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Trương Trí Thiện, Trần Quang Vinh, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tú, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Phi Hoàng. Trong số này, trung vệ Vũ Văn Sơn và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng bị chấn thương, không kịp bình phục để thi đấu. 7 cầu thủ chia tay U20 Việt Nam đã lên đường về nước vào rạng sáng 26 tháng 2. So với thời điểm đội được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đinh Thế Nam dự giải U19 Đông Nam Á 2022 và vòng loại 20 châu Á 2023. U20 Việt Nam thời điểm hiện tại với huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã thay đổi nhiều mặt. Đội không chỉ đóng khung với sơ đồ quen thuộc 4141 và luân chuyển giữa sơ đồ này với 343 tùy từng đối thủ mà mục tiêu chiến thuật. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng muốn các cầu thủ U20 Việt Nam mạnh dạn chơi tấn công hơn sẵn sàng áp đặt về thế trận và với những cầu thủ ít nhiều có kinh nghiệm thi đấu tại V-League là trụ cột thì đội tuyển U20 Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều đó. Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Quang Trường, BVF Công an Nhân dân, được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng hơn Cao Văn Bình, Sông Lam Nghệ An. Trong sơ đồ ba trung vệ của U20 Việt Nam, những cầu thủ có ưu thế về chiều cao và khả năng bóng bổng là Mạnh Hưng, Việt Theo, Đức Anh, Câu lạc bộ Hà Nội, Nguyên Hoàng, Sông Lam Nghệ An bước đầu đang được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của U20 Việt Nam rất có thể sẽ là văn trường, câu lạc bộ Hà Nội. Đức Phú, BVF Công an Nhân dân, trong khi hai tiền vệ cánh là Khuất Văn Khang, Việt Theo, Cùng Hộ Văn Cường, Sông Lam Nghệ An. Trên hàng tiền đạo, Bùi Vĩ Hào, B, Bình Dương, Nguyễn Quốc Việt, Hoàng Anh Gia Lai và vua phá lưới giải hạng nhất Nguyễn Thanh Nhàn, BVF Công an Nhân dân, nhiều cơ hội đá chính. Ngoài việc tìm chủ nhân mới cho chiếc cúp, vòng chung kết U20 châu Á 2023 là cơ hội để các đội giành vé để tranh tài ở U20 World Cup 2023 tại Indonesia được tổ chức trong năm nay. Trình độ các đối thủ của U20 Việt Nam ở giải lần này được đánh giá cao. Qatar đầu tư rất mạnh, sau vai chủ nhà World cấp 2022 với sự quan tâm rất lớn đến công tác đào tạo trẻ trong những năm qua. Những chuyển động ấy cho thấy Qatar hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm và là ứng cử viên cho chức vô địch. Australia hay Iran đều là những nền bóng đá phát triển hàng đầu của châu Á. Đội tuyển của hai quốc gia này thường xuyên góp mặt ở World cấp trong thời gian qua nên ít nhiều cho thấy nền tảng chuyên môn của các cầu thủ trẻ của họ. Nói cách khác, cả ba đối thủ đều ở thế cửa trên so với U20 Việt Nam, đánh giá qua đối thủ để thấy biết mình biết ta để có cái nhìn thực tế hơn về năng lực chuyên môn của U20 Việt Nam. Tất nhiên Thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn không vì đối thủ mạnh hơn mà có tư tưởng chấp nhận số phận cử dưới. Bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ và U20 Việt Nam đến với vòng chung kết U20 châu Á 2023 không nằm ngoài mục tiêu sẽ gây bất ngờ lớn. U23 Việt Nam từng vượt qua các đối thủ sừng sỏ để vào chung kết vòng chung kết U23 châu Á 2018 là hình ảnh và động lực để U20 Việt Nam tự tin xung trận. Tin tiếp theo, U20 Việt Nam báo tin không thể vui hơn cho người hâm mộ sẵn sàng tạo địa chấn trước đội hàng đầu châu Á. U-20 Việt Nam đã sẵn sàng để bước vào cuộc đỏ sức đầu tiên ở vòng chung kết U-20 châu Á với tinh thần, tâm lý và chuyên môn cao nhất. Trong buổi tập trong vòng một tiếng đồng hồ diễn ra vào chiều 28 tháng 2, U-20 Việt Nam đã làm quen sân thi đấu chính thức XT Quy Lôn ở Fegana, nơi sẽ diễn ra các trận đấu tại bảng B vòng chung kết U-20 châu Á 2023. U20 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp U20 Australia vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 3 tức là khoảng 17 giờ giờ Việt Nam. Theo quy định, các đội bóng phải có mặt tại sân trước giờ thi đấu 90 phút. Để giúp cho các cầu thủ thích nghi với giờ giấc di chuyển ra sân cũng như giờ thi đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn quyết định buổi tập làm quen sân XT quy Lôn bắt đầu từ lúc 13 giờ 30 phút chiều 28 tháng 2 theo giờ địa phương. Ban tổ chức cho phép mỗi đội bóng tập làm quen trong vòng một tiếng đồng hồ. Theo cảm nhận trực quan, sân XT Quy Lôn có kháng đài được trang hoàng khá đẹp, mắt xanh cỏ mướt mà mới nhìn vào ngỡ như là sân cỏ nhân tạo. Cỏ mịn, mặt sân phẳng trông rất đẹp. Theo đánh giá của huấn luyện viên thủ môn Trần Đức Cường mặt sân hơi cứng nhưng đảm bảo tốt cho việc thi đấu. Nói một cách khác, U20 Việt Nam có cơ hội để triển khai lối chơi kỹ thuật của mình khi thi đấu trên sân XT Quy Lôn mà không quá lo lắng sẽ bị ảnh hưởng do mặt sân. Trong buổi tập kéo dài gần một tiếng đồng hồ này, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã yêu cầu các học trò thực hiện lại các bài tấn công theo sơ đồ chiến thuật được sử dụng cho cuộc đối đầu với U20 Australia. Thuyền trưởng của U20 Việt Nam không chỉ chú trọng đến việc tấn công mà còn rà soát lại hệ thống phòng ngự bằng những chỉnh sửa từ nhắc nhở bên ngoài đường biên. Cuối buổi tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hài lòng về màn thể hiện trong buổi tập ngắn cuối cùng của U20 Việt Nam. Thuyền trưởng của U20 Việt Nam không chỉ thể hiện sự bằng lòng về chuyên môn mà còn cả thái độ và tinh thần tập luyện của các học trò. Đó là lý do giúp cho buổi tập cuối cùng của U20 Việt Nam diễn ra trong tâm thế tinh thần thoải mái, đầy ấp tiếng cười và niềm vui. Không khí của toàn đội càng phấn khởi hơn khi tất cả các thành viên đều khỏe mạnh, không một cầu thủ nào bị chấn thương và sẵn sàng để bước vào cuộc đội sức đầu tiên với U20 Australia với tinh thần, tâm lý và chuyên môn cao nhất. Tin tiếp theo, AFC dự đoán cầu thủ U20 Việt Nam chắc chắn tỏa sáng ở giải châu Á. Tiền vệ Đinh Xuân Tiến được nhắc đến trong danh sách những cầu thủ đáng xem tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Đinh Xuân Tiến là cầu thủ đáng xem nhất của U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á 2022 theo nhận định trong một bài viết trên trang chủ AFC. Đinh Xuân Tiến sẽ là một trong những cầu thủ tài năng của Việt Nam chắc chắn tỏa sáng tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan. Tiền vệ này đang chơi cho Sông Lam Nghệ An tại V-League anh đã ghi 3 bàn tại vòng loại U-20 châu Á Uzbekistan 2023. Trong đó có cú đứt vào lưới U-20 Hồng Kông, trang chủ AFC viết. Tại U-20 Việt Nam, Đinh Xuân Tiến được coi là nhân tố khó thay thế. Cầu thủ này thậm chí không có ngày nào tập luyện với đội tại Hà Nội do bận tập trung cho V-League nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn quyết định điền tên Xuân Tiến vào danh sách thi đấu. Đinh Xuân Tiến là sản phẩm nổi bật của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Ở tuổi 18 anh được huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng triệu tập lên đội một sông Lam Nghệ An để thi đấu ở V-League 2021. Tuy nhiên, giải đấu bị hủy giữa chừng vì Covid-19 nên Xuân Tiến phải chờ đến mùa giải tiếp theo mới được ra mắt giải đấu hạng cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Xuân Tiến sau đó được huấn luyện viên Đinh Thế Nam triệu tập lên U22 Việt Nam thi đấu tại giải vô địch U22 Đông Nam Á. Trong chiến thắng 7-0 trước Singapore, Xuân Tiến ghi một bàn thắng đẹp mắt khởi đầu cho hành trình như mở của U22 Việt Nam để lên ngôi vô địch. Tại vòng loại U20 châu Á, cầu thủ xứ nghệ cũng ghi dấu ấn với 3 pha lập công sau 3 lượt trận. Đáng nhớ phải kể đến pha lập công nâng tỷ số lên 21 cho U20 Việt Nam trước Indonesia. Anh trở thành cái tên chơi ấn tượng nhất của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2023. Ở mùa giải 2022, Xuân Tiến được vào sân 16 trận, thi đấu 1063 phút, dù chưa ghi được bàn thắng nhưng những gì anh thể hiện vẫn rất đáng ghi nhận. Điểm mạnh của Xuân Tiến là tốc độ, sự bền bỉ, xử lý bóng dứt khoát và chính xác. Bên cạnh những văn khang, văn trường và vĩ hào. Xuân Tiến sẽ là cái tên nhận được sự kỳ vọng lớn trên hàng công của U20 Việt Nam. Tin tiếp theo, U20 Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ trước Australia ở giải U20 châu Á huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển U20 Việt Nam vừa tham dự cuộc họp báo trước các trận đấu ở bảng B của vòng chung kết U20 châu Á 2023. Ngày 1 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có trận ra quân trước U20 Australia ở bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023 diễn ra tại Uzbekistan. Trưa ngày 28 tháng 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và huấn luyện viên các đội ở bảng B gồm Việt Nam, Australia, Qatar và Iran đã tham dự cuộc họp báo trước thêm những trận đấu ở vòng bảng. Mở đầu cuộc họp báo, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dành sự tôn trọng với các đối thủ cùng bảng và khẳng định toàn đội U20 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận ra quân gặp Australia với 100% lực lượng. Chúng tôi có 3 tuần chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023. Hiện tại, các cầu thủ tốt nhất đã tập trung cùng U20 Việt Nam. Chúng tôi đã hoàn thành đợt chuẩn bị với hai trận giao hữu với Ả Rập Xê Út và Dubai City FC ở Việt Nam đang nóng nhưng qua đây thời tiết lạnh. Khí hậu Ghana Uzbekistan, tích hợp với các trận đấu. Thời lạnh nhưng không khí trong lành và dễ chịu. Tình hình sức khỏe hiện tại đã phần nào cho thấy điều đó. Đội không có ai bị chấn thương. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu gặp U20 Australia với 100% lực lượng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho hay. Nói thêm về đối thủ đầu tiên của U20 Việt Nam, Nhà cầm quân từng đưa U20 Việt Nam dự U20 World cấp 2017 nói rằng, trong quá trình làm việc, tôi từng làm việc với U17, U19 và theo dõi U23 Australia. Chúng tôi tôn trọng U20 Australia. Họ có những điểm mạnh và điểm yếu. Tôi hết sức tôn trọng U20 Australia. Trong khi huấn luyện viên Trevor Morgan của U20 Australia không hề dấu tham vọng giành vé tham dự U20 World Cup 2023 tổ chức ở Indonesia và vào chơi trận chung kết của giải U20 châu Á 2023. Huấn luyện viên trưởng của U20 Australia bày tỏ, "Chúng tôi đã đến Uzbekistan vào tuần trước và đã có khoảng thời gian tập huấn khá bổ ích ở Tashkent. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu sắp tới." Tôi nghĩ cầu thủ trẻ nào cũng mơ ước được chơi bóng ở cấp độ cao nhất. Tôi tin các cầu thủ trẻ của tôi sẽ có cơ hội chơi trận chung kết vào ngày 18 tháng 3 tới. Đội bóng nào dự giải cũng muốn gấp mặt ở trận chung kết và chúng tôi không phải ngoại lệ. Nói về cuộc đối đầu với U20 Việt Nam, huấn luyện viên Trevor Morgan cảnh báo các học trò không được chủ quan trước đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ngày mai, chúng tôi đối đầu với một trong những đội nhì bản có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Trận đấu này không hề dễ dàng. Tôi tin đội U20 Việt Nam có nhiều thế mạnh. Họ có phong cách chơi riêng. Chúng tôi phải vô hiệu hóa lối chơi của họ để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở vòng chung kết U20 châu Á 2023 này, huấn luyện viên trưởng của U20 Australia nói thêm. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Australia trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào 17 giờ theo giờ Việt Nam trên sân vận động STQ Leon, thành phố Faganah. Uzbekistan, U20 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ. Xin kết thúc phần tin tại đây, hãy nhấn nút đăng ký để nhận những video mới nhất của chúng tôi, nhấn like để ủng hộ tác giả và phát triển kênh. Chúng tôi vô cùng biết ơn việc làm đó của các bạn. Các bạn có nhu cầu mua các bộ hát livestream, loa kéo di động, micro karaoke uy tín nhất thì liên hệ với Thái Hải TV qua số điện thoại 0939 732 349 hoặc 0912. 781067 nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Thái Hải TV. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2023, trên sân vận động Uzbekistan sẽ diễn ra trận đấu thuộc bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Australia gặp U20 Việt Nam. Trận đấu này sẽ được trực tiếp trên đường link bên dưới phần mô tả video này. Ngoài ra, để thuận tiện cho quý độc giả, chúng tôi sẽ cập nhật và tường thuật mọi diễn biến mới nhất liên quan đến trận so nạn U20 Australia gặp U20 Việt Nam ngay tại kênh Thái Hải TV. Mời các bạn cùng đón xem. Và sau đây là dự đoán tỷ số thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu, phân tích, nhận định, những thông tin bên lề trước trận đấu màn so tài giữa U-20 Việt Nam gặp U-20 Australia có thể cần sự tỏa sáng cá nhân để giải quyết trận đấu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có quyền kỳ vọng vào Văn Trường, Văn Khang, Đình Tiến. Nhìn từ trận đấu với Dubai FC khi thua 0-1, U-20 Việt Nam cần phải cải thiện khả năng dứt điểm. Các chân sút của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần phải tinh táo để thành công hơn trong những cơ hội được tạo ra thay vì vội vàng để rồi bỏ lỡ đáng tiếc. 20 Việt Nam cũng chú ý đặc biệt tới những pha bóng bổng bởi đối thủ U20 Australia có thể hình lý tưởng. Họ hiệu quả trong những pha bóng xuống biên rồi lật vào. Rõ ràng, U20 Việt Nam cần phải chơi áp sát, hạn chế những khoảng trống cho đối phương khai thác. Bên cạnh đó, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần phát huy được những phẩm chất kỹ thuật cá nhân. Nếu chơi phòng ngự an toàn, tận dụng được khe hở phản đòn, cộng với sự lóe sáng của cá nhân, rất có thể U-20 Việt Nam sẽ tìm thấy nụ cười. Thông tin lực lượng U-20 Việt Nam gặp U-20 Australia. Bảy cầu thủ phải chia tay U-20 Việt Nam gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Trương Trí Thiện, Trần Quang Vinh, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tú, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Phi Hoàng. Trong số này, Trung Vệ Vũ, Văn Sơn và Tiền Vệ Nguyễn Phi Hoàng bị chấn thương, không kịp bình phục để thi đấu Văn Khang, Văn Trường, Vĩ Hào hay Quốc Việt, Đinh Xuân Tiến cũng là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất giúp U20 Việt Nam tạo ra bất ngờ tại giải đấu châu lục. Trong đó, Văn Trường hay Văn Khang hứa hẹn sẽ chơi bùng nổ tại giải đấu năm nay khi đã có những kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Gong Kiun. Kết quả bốc thăm đưa U20 Việt Nam vào bản đấu rất mạnh gồm những nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Á, Australia, Qatar và Iran. Trong đó, U20 Australia là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Đội bóng đến từ châu Đại Dương đã 7 lần dự giải U19 châu Á, từng giành vị trí Á quân, hai lần vào đến bán kết và hai lần góp mặt ở tứ kết. Từ năm 2013 đến nay, U20 Australia không có vé dự World cấp nên họ làm tất cả để đi đến trận cuối cùng. Trong danh sách 23 cầu thủ của Australia, có đến 4 cái tên đang thi đấu ở châu Âu bao gồm tiền vệ Mark Roberts, đèn lít hoan chắc Atletic, Anh, hậu vệ Joshua Ralin Sutret Hà Lan, tiền đạo Zin Gisia GFA đang Đan Mạch và tiền đạo Gabriel Popovic Rus Đáng chú ý, Joshua Ralin từng cùng U17 Australia dự vòng chung kết U17 World Cup 2019 và cùng U23 Australia dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đội hình dự kiến U-20 Việt Nam gặp U-20 Australia, phía U-20 Việt Nam, Văn Bình, Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Đức Anh, Xuân Tiến, Đức Phú, Văn Khang, Văn Trường, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Vĩ Hào. Còn phía U-20 Australia, Badolato, Duno, Ford, Madana, Drew, Win Oliveira, Popovic, Ralin, Simon. TIN tiếp theo, huấn luyện viên úc bất ngờ mong phải gặp khó khăn trước U20 Việt Nam. Huấn luyện viên Trevor Morgan mong sẽ có một trận đấu căng thẳng với U20 Việt Nam để kiểm tra năng lực của các cầu thủ. U20 Việt Nam sẽ khởi đầu vòng chung kết U20 châu Á 2023 bằng trận ra quân ở bảng B gặp đối thủ U20 úc. Đây là đội bóng được đánh giá cao hơn đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn Đôi Chúc và chính thuyền trưởng của U20 Úc là huấn luyện viên Trevor Morgan cũng có những phát biểu cực kỳ tự tin ở buổi họp báo trước trận. Mục tiêu của chúng tôi trong mọi trận đấu là phải giành được chiến thắng. Tất cả những cầu thủ của U20 Úc đến đây đều hy vọng có thể vào chơi ở trận chung kết ngày 18 tháng 3. Việc khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng sẽ cực kỳ quan trọng nhưng U20 Úc muốn chơi một trận thực sự ra trò. Chúng tôi sẽ đá trận ra quân với một đội chỉ xếp gì bản ở giai đoạn vòng loại và phải rất khó khăn với có thể tiến vào vòng chung kết. Đó là tình hình của một tháng trước và tôi mong họ đã thay đổi và phát huy được những điểm mạnh của mình. Sẽ rất thú vị nếu U20 Việt Nam chơi bóng theo cách của mình và gây ra được nhiều khó khăn ở trận đấu tới. U20 Úc cũng sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình ở trận đấu này. U-20 Úc đã đến Uzbekistan để tham dự giải vào tuần trước và chúng tôi đã có một khóa huấn luyện rất tốt ở Tashkent. Toàn đội đang mong chờ quãng thời gian làm quen với sân thi đấu và cực kỳ háo hức trước khi bước vào trận mở màn có ý nghĩa quan trọng vào ngày mai với U-20 Việt Nam. Huấn luyện viên Trevor Morgan cũng cho biết U-20 Úc đã hoàn toàn thích nghi được với điều kiện thời tiết tại Uzbekistan. Ở chiều ngược lại, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết U-20 Việt Nam gặp một vài khó khăn do nhiệt độ ở khu vực Fergana khá lạnh, chỉ tầm 5 độ C trong khi Việt Nam đang có thời tiết nóng. Tuy nhiên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết hiện tại toàn bộ cầu thủ U-20 Việt Nam đều khỏe mạnh. Trong danh sách chuẩn bị 23 cầu thủ chính thức của U-20 Úc, có 4 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Mark Dench Anh, Gabriel Popovic-Rottia, Joshua Rallins Hà Lan và Zin Gici Đan Mạch. Tuy nhiên, cùng từ năm 2013 tới giờ, Úc chưa thể tham dự vòng chung kết U20 World cấp. Tin tiếp theo, vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam đã định hình. Sau 4 trận giao hữu của trong và ngoài nước, đội tuyển U20 Việt Nam đã sử dụng hai chiến thuật khác nhau là 4-1-4-1 và 3-4-3. Cho đến thời điểm hiện tại đã xác định được bộ khung đội hình chính của U20 Việt Nam cho giải đấu tại Uzbekistan đầu tháng 3 tới. Cụ thể, khi còn ở Việt Nam, đấu tập cùng PVS Công an Nhân dân và Hòa Bình FC, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho đội tuyển U20 Việt Nam chơi với sơ đồ 4-1-4-1 và mang đến hai kết quả hòa lần lượt là 0-0 cùng 3-3 trước những đối thủ hạng nhất này. Sang Saudi Ả Rập và UAE tập huấn và thi đấu giao hữu, nhất là khi đã có sự bổ sung 5 cầu thủ cuối cùng từ các câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, B Bình Dương và SHB Đà Nẵng. U20 Việt Nam theo quan sát đã chuyển sang chơi với đội hình 3-4-3 với những nhân sự tất nhiên đã có thay đổi. Kết quả đội tuyển U20 Việt Nam gây tiếng vang khi đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-1 rồi thua đội hạng hai bóng đá UAE. Dubai City SC với tỷ số 0-1 trong một thế trận lớn lướt và nhận bàn thua duy nhất sau một quả đá penalty của đối phương. Tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, đội tuyển U-20 Việt Nam cùng bảng B với các đội U-20 Iran, Úc và Qatar. Theo lịch thi đấu, U-20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Úc vào ngày 1 tháng 3, Qatar ngày 4-3 và Iran ngày 7 tháng 3. Sau buổi tập sáng 25 tháng 2, Ban huấn luyện U-20 Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng chung kết U-20 châu Á. 7 cầu thủ phải chia tay U-20 Việt Nam gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Trương Trí Thiện, Trần Quang Vinh, Tiêu Trung Hiếu, Nguyễn Văn Tú, Vũ Văn Sơn, Nguyễn Phi Hoàng. Trong số này, trung vệ Vũ Văn Sơn và tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng bị chấn thương, không kịp bình phục để thi đấu. Bảy cầu thủ chia tay U-20 Việt Nam đã lên đường về nước vào rạng sáng 26 tháng 2. So với thời điểm đội được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Đinh Thế Nam dự giải U-19 Đông Nam Á 2022 và vòng loại 20 châu Á 2022,